Dạ. Và tiếp theo xin được tiếp tục giới thiệu với các anh chị về giai đoạn hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1920 cho tới năm 1930. Và trong giai đoạn này có một sự kiện hết sức quan trọng, đó là Bác Hồ đã sáng lập ra chính đảng và giai cấp công nhân Việt Nam, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam của chúng ta. Bác Hồ của chúng ta sau khi gia nhập Đảng Cộng sản Pháp thì người đã có những hoạt động hết sức tích cực và sôi nổi để nhằm thức tỉnh tinh thần yêu nước, tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa bị áp bức. Đồng thời, người khiến cho chính phủ hiểu rõ hơn về vấn đề của các nước thuộc địa và ủng hộ phong trào đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa lúc bấy giờ. Với những hoạt động tích cực và sôi nổi như vậy, Bác Hồ trở thành đối tượng ngày đêm theo dõi của mặt báo Pháp và người phải di chuyển qua rất nhiều địa điểm khác nhau để hoạt động. Ngôi nhà thì chúng ta nhìn thấy ở đây, tại địa chỉ số 9 ngõ Công Quan, quận 17, thủ đô Paris, chính là nơi Bác Hồ đã sống và làm việc trong khoảng thời gian lâu nhất tại nước Pháp. Bác Hồ đã thuê một căn phòng nhỏ ở trên gác hai của ngôi nhà này. Căn phòng này chỉ rộng khoảng 9 m² và trong căn phòng chỉ đủ để kê một chiếc giường, một chiếc bàn và một chiếc tủ cá nhân. Trong căn phòng cũng không có điện và không có lò sưởi. Và lúc này để vượt qua những ngày mùa đông lạnh giá ở thủ đô Paris, Bác Hồ đã sử dụng một viên gạch như thế này để sưởi ấm. Và viên gạch mà chúng ta đang nhìn thấy ở đây là một viên gạch cùng thời với viên gạch ngày xưa Bác Hồ đã sử dụng. Viên gạch này được ông Tổng lãnh sự người Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh trong một lần tới tham quan bảo tàng và được nghe kể lại câu chuyện Bác Hồ sử dụng viên gạch thì ông đã vô cùng xúc động và quay trở lại Pháp xin lại một viên gạch cùng thời với ngày xưa và tặng cho bảo tàng của chúng ta để làm kỷ vật trưng bày vào năm 1984. Và hiện nay thì phía trước ngôi nhà đã được gắn một tấm biển bằng đồng với hàng chữ Pháp có nội dung như thế này để tưởng nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nội dung của tấm biển có nghĩa là nơi đây từ năm 1921 đến năm 1923, Nguyễn Ái Quốc được biết đến với tên gọi Hồ Chí Minh đã sống và đấu tranh cho nền độc lập tự do của nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước thuộc địa bị áp bức trên thế giới. Và một số những đồ dùng của Bác Hồ khi xưa tại căn phòng này hiện đã được mang về trưng bày tại Bảo tàng thành phố Montreux, nước Pháp với tên gọi là Không gian Hồ Chí Minh. Trong những ngày tháng Bác Hồ của chúng ta sống và hoạt động tại ngôi nhà này, người đã trải qua những năm tháng vô cùng khó khăn và thiếu thốn về đời sống vật chất. Buổi sáng thì Bác Hồ thường đi làm thuê và công việc của người làm đó là làm thợ sửa ảnh. Đây là danh thiếp thợ sửa ảnh mang tên Nguyễn Ái Quốc của Bác Hồ khi người sống tại ngôi nhà số 9 này. Buổi chiều và buổi tối, Bác Hồ của chúng ta thường tham dự các cuộc meeting hội họp do Đảng Cộng sản Pháp tổ chức. Và người cũng dành nhiều thời gian để vào đọc sách tại Thư viện Quốc gia ở nước Pháp. Thức ăn hàng ngày của Bác Hồ chỉ có một vài muỗng bánh mì, một vài miếng phô mát hay một vài con cá mắm. Khó khăn và khổ cực như vậy, nhưng bằng ý chí và nghị lực của mình, Bác Hồ của chúng ta đã vượt lên trên tất cả để trở thành một cán bộ chiến sĩ cộng sản vô cùng tích cực và sôi nổi. Và người được mệnh danh là một trong những bậc thầy của Đảng Cộng sản Pháp về vấn đề thuộc địa. Khoảng thời gian năm 1923, Bác Hồ đã cho xuất bản tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp bằng tiếng Pháp lần đầu tiên ở trên nước Pháp ạ. Với những hoạt động hết sức tích cực và sôi nổi như vậy, thì vào năm 1923, với tấm vé nhập cảnh mang tên gọi mới đó là Chenna, Bác Hồ đã sang hoạt động tại đất nước Liên Xô. Bác Hồ hoạt động hơn một năm tại đất nước Xô Viết, nhưng có thể nói đây chỉ là những năm tháng hoạt động vô cùng sôi nổi và hào hùng của người chiến sĩ cộng sản Nguyễn Ái Quốc. Bác Hồ tham dự nhiều sự kiện khác nhau của quốc tế cộng sản. Người tham dự đại hội lần thứ nhất của quốc tế nông dân vào tháng 6 năm 1923. Bác Hồ được bầu vào đoàn chủ tịch Hội đồng quốc tế nông dân và người cũng đã vào học một khóa ngắn hạn tại trường Đại học Phương Đông. Ngôi trường này là nơi bồi dưỡng lý luận chính trị cho
các chiến sĩ cộng sản của nhân dân các nước bị bắt giữ. Vào tháng 6 năm 1924 thì Bác Hồ tham dự đại hội lần thứ 5 của Quốc tế Cộng sản. Sau đại hội này, người đứng Quốc tế Cộng sản giữ lại hoạt động trong Ban Phương Đông Quốc tế Cộng sản với vai trò là ủy viên và phụ trách của phương Nam, tức là phụ trách cho vấn đề của cách mạng của ba nước Lào, Việt Nam và Campuchia. Bác Hồ của chúng ta khi người hoạt động tại Liên Xô thì lúc bấy giờ có một nhà thơ nhà báo người Nga tên là Osip Mandeta đã có dịp gặp gỡ và tiếp xúc với người. Sau đó là các nhà báo Osip Mandeta đã có một bài viết và trong đó ca ngợi về Bác Hồ, ca ngợi về dân tộc Việt Nam của chúng ta như sau. Tư nguyện ái quốc tỏa ra một nền văn hóa, không phải nền văn hóa châu Âu mà có lẽ là nền văn hóa của tương lai. Dân tộc Việt Nam là một dân tộc giản dị và lịch sử. Qua cử chỉ cao thượng, tiếng nói trầm lắng của nền ái quốc, tôi thì được ngày mai thấy được viễn cảnh trời yên biển lặng của tình hữu ái toàn thế giới bao la như đại dương. Và xin được giới thiệu với đoàn của chúng ta, từ năm 1924 tới năm 1927, Bác Hồ hoạt động tại Quảng Châu ở Trung Quốc. Khoảng thời gian này, người sử dụng tên đoàn mới đó là Nguyễn Thụy. Đây chính là hình ảnh của người trong khoảng thời gian hoạt động tại Quảng Châu. Lúc bây giờ thì Bác Hồ làm phiên dịch viên cho phái đoàn cố vấn của chính phủ Liên Xô là Borodin, sang làm cố vấn cho chính phủ Tôn Thu Sơn. Và nhiệm vụ của Bác Hồ chúng ta lúc bấy giờ đó là phiên dịch từ phía Nga sang phía Trung và ngược lại. Và bên cạnh những hoạt động này, thì người còn chuẩn bị mọi mặt về tư tưởng, đường lối và tổ chức cho sự ra đời của một chính đảng Marxist ở Việt Nam. Bác Hồ đã sáng lập nên tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên vào tháng 6 năm 1925. Tổ chức này được coi là tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam lúc bấy giờ. Và Bác Hồ của chúng ta cho xuất bản tờ báo Thanh niên làm cơ quan ngôn luận trong tổ chức này. Ngày 21 tháng 6 năm 1925 là ngày ra đời đầu tiên của số báo này. Và ngày 21 tháng 6 hàng năm bây giờ cũng được kỷ niệm là ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Năm 1927, Bác Hồ cho xuất bản tác phẩm Đường Cách mạng. Tác phẩm này được tập hợp từ những bài giảng của người trong các lớp huấn luyện chính trị ở Quảng Châu. Đường Cách mạng là tác phẩm lý luận đầu tiên của những người làm cách mạng lúc bấy giờ. Và Đường Cách mạng trả lời các câu hỏi: cách mạng là gì? Ai là người thực hiện cách mạng? Phương pháp cách mạng như thế nào? Và Đường Cách mạng cũng là một trong những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh được công nhận là bảo vật của quốc gia Việt Nam vào năm 2012. Cùng với tác phẩm này còn có tác phẩm Nhật ký trong tù, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước và tác phẩm Di chúc của Bác Hồ. Và xin được giới thiệu với các anh chị, năm 1927, Bác Hồ đã sang hoạt động tại một số nước châu Âu như là Pháp, Bỉ, Đức. Và sau đó, năm 1928, người sang hoạt động tại vùng Đông Bắc của nước Xiêm. Tại nước Xiêm, tức là Thái Lan ngày nay, thì Bác Hồ đã củng cố và mở rộng các cơ sở của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Và một điều đặc biệt chính là người mong muốn từ nước Xiêm người sẽ tìm đường trở về nước để nhằm trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, một điều không may đó là vào năm 1929 thì Tòa án Long Triều ở Vinh, Nghệ An là tòa án cao sai của thực dân Pháp đã xét xử tử hình vắng mặt đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Và bản án tử hình vắng mặt này có nghĩa là mặc dù lúc bấy giờ chưa bắt được Bác Hồ của chúng ta, nhưng thực dân Pháp đã dành sẵn trước cho người một bản án tử. Chỉ cần sau này, bất cứ lúc nào bắt được anh, chúng sẽ đem ra xét xử mà không cần phải quyền làm lại. Bản án đã chứng tỏ rằng thực dân Pháp đã nhận ra vai trò và vị trí vô cùng quan trọng của Bác Hồ đối với cách mạng Việt Nam cũng như là cách mạng của hòa nước Đông Dương. Và xin được giới thiệu một sự kiện vô cùng quan trọng đối với lịch sử cách mạng Việt Nam, đó chính là vào ngày 3 tháng 2 năm 1930. Lúc bấy giờ, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập nên chính đảng và giai cấp công nhân Việt Nam, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam của chúng ta.
bằng uy tín và vai trò của mình, người đã triệu tập và chủ trì hội nghị hợp nhất ban tổ chức cộng sản Việt Nam tại bán đảo Cửu Long Vương đảo Hồng Kông. Hội nghị này diễn ra trong điều kiện vô cùng bí mật với sự tham dự của 7 đồng chí như hình ảnh ở đây ạ. Có lúc hội nghị được diễn ra dưới hình thức ngụy trang ngay một ván cờ mặt trường như bức tranh minh họa này, hay là có lúc được diễn ra ngay trên sân vận động trong một phần đấu bóng đá để nhằm che giấu sự theo dõi của cộng đồng Pháp. Và trải qua năm liên hợp, cuối cùng hội nghị đi đến việc hợp nhất ban tổ chức cộng sản và thành lập nên một chính đảng chung, sử dụng tên gọi là Đảng Sản Việt Nam. Hội nghị đã cho thông qua những văn kiện do đồng chí Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Đây được coi là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Sản Việt Nam. Và với sự ra đời của Đảng Sản Việt Nam, thì kể từ đây, cách mạng Việt Nam đã có một tổ chức tiên phong để dẫn đường và từng bước lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành được những thắng lợi vô cùng quan trọng. Và xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục sang phần kế tiếp để theo dõi ạ. Dạ, xin phép được tiếp tục ạ. Và sau khi bán bị xài về sở cảnh sát Anh, tình cờ người làm cộng đồng chí Hồ Tùng Mộ với tư cách là một thành viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Hồ Tùng Mộ đã đến nhờ luật sư Nguyễn chủ tịch Hội luật gia Hồng Kông để xin giúp đỡ. Sau một gặp gỡ ấy, ông Nguyễn đã đến sở cảnh sát Anh yêu cầu cần một người vừa mới bị bắt mang tên là Tống Văn Sơn. Nhưng sau ba lần yêu cầu thì ông mới được gặp bác. Và chính phiên tòa diễn ra trong vòng 2 tháng, bác đã bị kết tội là phần tử cộng sản nguy hiểm, là phái viên của đảng ta quốc tế đến Hồng Kông để hoạt động lật đổ. Chính vì vậy, người can sẽ bị trục xuất khỏi Hồng Kông và dẫn đổ về Đông Dương. Nhưng nếu mà bác bị dẫn đổ về Đông Dương, chẳng cách nào người sẽ bị tử hình theo đúng bản án pháp luật Hoa Kỳ vào tháng 10 năm 1929. Vì vậy, ông Rosby không đồng tình với phán quyết ấy. Ông nhờ một người bạn của mình, luật sư Novakis, luật sư của Hoàng San, gửi hồ sơ vụ án của bác lên tòa án Hoàng San tại London để đòi trả tự do lại cho bác. Và rất may mắn được hội đồng cơ mật nhà vua chấp thuận, vụ án được mang xét xử lại. Nhưng trong khoảng thời gian này, tòa án Hồng Kông không có chứng cứ nào đẹp, cho nên chúng ta âm thầm trả lại tự do cho bác với điều kiện bác sẽ có nơi bình chọn và sự bí mật tại nơi đó. Nhưng vào tháng 8 năm 1932, bác lên đường sang Singapore. Khi vừa đặt chân đến Singapore, người cảnh sát Anh bắt một lần nữa với lý do đi đến thuộc địa của Anh nhưng không có giấy phép. Và sau lần thứ hai này, ông Lusby phải chờ đến thống đốc Hồng Kông giúp đỡ. Và sau khi được thống đốc Hồng Kông giúp đỡ trả tự do lần hai, ông Lusby đã thông tin Tống Văn Sơn đã chết tại nhà tù vì bệnh lao phổi, và vợ chồng ông xuất phát tại trang của một thương gia Trung Quốc giàu có với tấm vé hạng sang, bác lên đường đi đến Thượng Hải sinh sống để tìm cách bắt liên lạc với quốc tế cộng sản. Mùa xuân năm 1934, sau khi bắt được liên lạc với quốc tế cộng sản, người quen trở về Liên Xô và học tại trường Đại học Quốc tế Lenin với tên gọi là Lenin mang số hiệu 375. Quá trình học tập tại 2 năm, đầu năm 1936, bác nhận công việc tại Viện Nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa. Cuối năm 1936, cử động vào lớp nghiên cứu sinh chuyên ngành lịch sử. Và cuối năm 1937, bác viết luận án tiến sĩ với đề tài cách mạng của đất ở Đông Nam Á. Nhưng trong khoảng thời gian này, các phong trào đế quốc diễn ra lớn mạnh, kém thượng đến châu Âu, châu Á, đặc biệt vận mệnh nước nhà Đông Nguy. Bác không thể nào yên tâm và viết luận án tiến sĩ. Vì vậy, vào tháng 6 năm 1938, người viết thư gửi cho quốc tế cộng sản với mong muốn được trở về Việt Nam. Và được sự chấp thuận của quốc tế cộng sản, tháng 10 năm 1938, bác lên đường trở về phương Đông. Và sau 30 năm Cuba hoạt động cách mạng tại nước ngoài, thì vào ngày 28 tháng 1 năm 1941, người đã cải trang vào một cụ già người nùng lên đường trở về tổ quốc qua cột mốc 108 biên giới Việt Trung. Sau khi về nước, bác đã chọn ngay Bắc Bộ Cao Bằng làm nơi sinh sống và hoạt động cách mạng của mình. Vào tháng 8 năm 1942, bác lên đường sang Trung Quốc với tên gọi là Hồ Chí Minh. Nhưng khi vừa đến Phố Thúc Vinh, người lính cảnh sát đối tượng sẽ thẳng Tây Bắc vì bị tình nghi là bị gian, và chúng đã xả bác lên văn phòng với lần để điều tra xét xử. Đây là khoảng thời gian bác đã trải qua. Quảng Tây trải khắp 13 huyện, 18 nhà lao đã ở qua, và tội gì đấy ta thử hỏi
xâm cầm đầy đoạn cho các nhà hữu tình quận Tây Trung Quốc, nhưng tinh thần của người không hề nào đúng và bác đã viết tác phẩm Nhật ký trong tù. Một bộ sử văn thơ gồm 133 bài thơ bằng tiếng Hán kể từ khoảng thời gian bác đã bị xâm cầm đầy đoạn cho các nhà hữu tình quận Tây Trung Quốc. Vào tháng 9 năm 1943, với sự giúp đỡ các tổ chức quốc tế, bác được trở lại tự do. Tháng 7 năm 1944, bác đã quay trở về Việt Nam. Và vào ngày 22 tháng 12 năm 1944, bác cho thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, nghĩa là chính trị trọng hơn quân sự. Và đây là tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam của chúng ta ngày nay, là bàn đạp đưa đến tổng khởi nghĩa tháng 8 đầy thắng lợi. Vào đầu tháng 5 năm 1945, bác chuyển đạo ấn danh của mình từ Hàn Bắc Phó Cao Bằng về Tân Trào Tuyên Quang. Đây là khoảng thời gian bác bị ốm nặng, tưởng chừng nhưng không qua khỏi, nhưng người vẫn rất quan tâm đến các phong trào cách mạng. Người đã cho nhận dò đồng chí Võ Nguyên Giáp. Lúc này thời cơ thuận lợi đã đến, dù phải hy sinh đến đâu, dù phải đốt cháy cái dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết dành cho được độc lập. Ngày 19 tháng 8, cờ hoa lục rỡ của thủ đô Hà Nội, 23 tháng 8 giành được thắng lợi tại Huế và 25 tháng 8 giành được thắng lợi tại Sài Gòn. Vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, bác đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhưng bản tuyên ngôn đọc chưa được bao lâu, 23 tháng 9, bác đem quân đánh vào Sài Gòn rồi tiến dần ra Nam Trung Bộ. Để hòa hoãn với bác, người phải ký hiệp định sơ bộ vào ngày 6 tháng 3 năm 1946. Hiệp định sơ bộ ký giữa đóng quân, bác đem quân đánh vào công an Hà Nội rồi xả súng vào dân thường. Để giành quyền chủ động trong chiến tranh, vào tháng 12 năm 1946, bác viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lớn tới, vì chúng biết tâm cướp nước ta lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Với tinh thần quyết tử cho tổ quốc hy sinh, người lãnh đạo thành công hai chiến dịch, đó là chiến dịch thu đông tại Việt Bắc vào năm 1947 và chiến dịch biên giới vào năm 1950. Và trong lúc bác lãnh đạo quân đội ta ở chiến khu Việt Bắc, người đã hay tin anh cả của mình mất. Không thể nào về chịu tay anh cả được, bác có viết một bức thư gửi cho họ Nguyễn Sinh, nội dung bức thư như sau. Nghe tin anh cả mất, lòng tôi rất buồn rầu, vì việc nước nắng nhiều, đường xá xa cách. Lúc anh đau yếu, tôi không thể trông nom, lúc anh đã thế, tôi không thể lo liệu. Thay ngôi, tôi chịu tội bất để trước linh hồn anh, và xin bà con nguyên lượng cho một người con đã hy sinh tình nhà vì phải lo tiện nước. Ngày 9 tháng 11 năm 1950, Hồ Chí Minh. Và vào tháng 3 năm 1954, bác lãnh đạo quân đội ta đánh vào căn cứ địa mạnh nhất quân địch và chọn Điện Biên Phủ làm nơi quyết chiến. Sau 55 ngày đêm, quét núi Cổ Hầm, mưa dầm, cơn bắp, quân đội ta đã cắm từ lá cờ mấy dòng chữ quyết chiến quyết thắng trên nắp hầm của chỉ huy quân địch. Tướng là Castori và toàn bộ văn phòng ngủ mặt sống và hơn một vạn quân Pháp đã đồng hành. Vào ngày 2 tháng 7 năm 1954, Hiệp định Geneva được ký kết, buộc các nước đế quốc phải công nhận quyền lợi của nhân dân Việt Nam. Pháp phải đem quân trở về nước, vị tuyến 17 lúc bấy giờ chỉ là vị tuyến tạm thời giữa hai miền Nam Bắc, sau 2 năm nữa sẽ mở ra một cuộc tổng tuyển cử để thống nhất toàn đất nước. Như ý định đó là không thực hiện được, vì đế quốc Mỹ đem quân đánh vào miền Nam, biến miền Nam trở thành một thuộc địa kiểu mới. Trong khoảng thời gian này, Pháp và chính phủ có hai vai trò rất quan trọng, đó là xây dựng một xã hội mới tại miền Bắc và lãnh đạo quân đội ta kháng chiến tại miền Nam. Và trong suốt cuộc đời của Pháp, người có một tâm nguyện là muốn vào thăm nhân dân miền Nam một lần. Tháng 3 năm 1968, bác có viết một bức thư gửi cho đồng chí Lê Duẩn với mong muốn sắp xếp cho bác một chuyến đi để được vào thăm nhân dân miền Nam một lần. Và nội dung bức thư xin mời văn phòng số 4 ạ. Nhưng tiếc thay, khoảng thời gian này
sức khỏe của bác không cho phép thực hiện cuộc hành trình dài dặn như vậy. Và đầu năm 1969, sức khỏe của bác đã yếu đi nhiều. Nhưng đối với bác, một ngày đất nước chưa thống nhất, đồng bào còn chịu khổ là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Trách nhiệm với đồng bào miền Nam vẫn canh cánh trong lòng bác, và đồng bào miền Nam vẫn luôn hướng về bác. Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà, miền Nam mong bác nỗi mong cha. Và biết không thể nào thực hiện cuộc hành trình vào không nhân dân miền Nam, bác không còn nhắc đến chuyến đi ấy nữa. Thay vào đó, người đã căn dặn, hãy có một bào chiến sĩ tại miền Nam ra miền Bắc phải sắp xếp cho bác gặp ngay. Nhưng rồi những cuộc gặp gỡ ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Trong lúc toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta đang dốc lòng dốc sức chiến đấu chống đế quốc Mỹ, thì vào lúc 9:47, ngày 2 tháng 9 năm 1969, một cơn đau tim đột ngột, bác đã trút hơi thở cuối cùng của mình. Trong di chúc bác để lại, người nào có biết: suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nên dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận. Chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Và từ ngày 6 đến ngày 9 năm 1969, lễ tang và lễ truy điệu của bác trịnh trọng được cử hành tại quảng trường Ba Đình lịch sử. Và tin bác mất đến với đồng bào miền Nam thật bất ngờ. Từ trong chiến hào đến chiến khu rực lửa, từ trong các nhà trại trang, đồng bào miền Nam cũng làm lễ truy điệu cho bác. Đã có hơn 22.000 bức điện từ trên khắp thế giới gửi về để chia buồn cùng đồng bào Việt Nam. Và có một bức điện của thi sĩ Hungary, bà đã viết: một trái tim ngừng đập, cả thế giới bỗng lạnh ngắt tái tê. Và để thực hiện di chúc của bác, đó là thống nhất hoàn toàn đất nước, nhân dân ta đã kiên cường chiến đấu chống đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, thống nhất hoàn toàn đất nước năm 1976, để ghi nhớ công ơn của bác, Sài Gòn xác định chính thức đổi tên thành thành phố mang tên bác. Và năm 1987, UNESCO đã công nhận bác là anh hùng giải phóng dân tộc và là danh nhân văn hóa kiệt xuất. Và buổi thuyết minh đã kết thúc. Xin cảm ơn đại để tham quan tổng thể của chúng tôi. Chúc các bạn mình có một buổi tham quan thật là vui vẻ và nhiều sức khỏe. Xin chào và tạm biệt ạ.